Ngày 17 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quyết định rút quân khỏi thành phố tiền tuyến Avdiivka ở miền đông được đưa ra để cứu mạng binh sĩ. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich ở Đức, ông Zelensky nhấn mạnh khả năng cứu người của mình là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cũng tại hội nghị, Tổng thống Zelensky cảnh báo cuộc chiến của Ukraine nhằm đẩy lùi binh sĩ Nga đang bị cản trở do thiếu vũ khí tầm xa và đạn pháo. Sự thất thủ của các lực lượng Ukraine ở Avdiivka được giới phân tích xem là một chiến thắng mang tính biểu tượng quan trọng đối với Nga trước dịp đánh dấu 2 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022 và là cột mốc quan trọng kể từ khi Moscow kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine hồi tháng 5 năm 2023. Liên minh châu Âu-EU dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền ban đầu 4,5 tỷ euro cho Ukraine ngay trong nửa đầu tháng 3 để giúp đáp ứng nhu cầu ngân sách cấp bách của quốc gia Đông Âu đang chìm trong xung đột. Thông tin trên được Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Vadis Dombrovskis đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60 đang diễn ra ở một trong những thành phố lớn nhất của Đức, nằm sâu trong vùng Bavaria ở phía nam đất nước. Ukraine đang tìm cách bù đắp khoảng thiếu hụt ngân sách và tài trợ cho cuộc xung đột với quân đội Nga sắp bước sang năm thứ 3 mà không có dấu hiệu kết thúc. Trong khi tình hình trên chiến trường và bên bàn đàm phán đều bế tắc, khoản viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cũng đang bị đình trệ tại Quốc hội. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng châu Âu cần tăng cường khả năng tự vệ và ngăn chặn những mối đe dọa trong tương lai, bất kể ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới hoặc cuộc xung đột tại Ukraine diễn biến ra sao. Ông Olaf Scholz cũng cho biết, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, thời gian qua đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% tổng sản phẩm quốc nội và sẽ duy trì mức chi tiêu này theo đúng mục tiêu mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt ra đối với các nước thành viên. Thủ tướng Đức cũng cho biết, Đức đang thảo luận với các đồng minh Pháp và Anh để phát triển các loại vũ khí chính xác tầm xa nhằm đảm bảo chiến lược răn đe của Đức vẫn theo kịp những tiến bộ công nghệ hiện đại. Ngày 17 tháng 2, Iran đã cho ra mắt hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aman và hệ thống phòng không tầm thấp Azakas do nước này tự chế tạo. Việc đưa các hệ thống mới vào mạng lưới phòng thủ sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của Iran tăng đáng kể. Hệ thống tên lửa Aman có thể cùng lúc đánh chặn 6 mục tiêu ở khoảng cách từ 120 đến 180 km, trong khi hệ thống tên lửa Azakas có khả năng xác định và phá hủy các mục tiêu cách 50 km với 4 tên lửa sẵn sàng ngắm bắn. Trong một thông cáo báo chí mới đây, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ cho rằng chưa cần thiết phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp bổ sung để bảo vệ quyền lợi của người Palestine sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah. Tòa án cho biết, tình hình nguy hiểm ở dải Gaza và đặc biệt ở Rafah đòi hỏi phải thực hiện ngay lập tức và hiệu quả các biện pháp tạm thời, theo sắc lệnh đã được ban hành ngày 26 tháng 1. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nam Phi yêu cầu Tòa án Thế giới xem xét các biện pháp khẩn cấp bổ sung để bảo vệ quyền của người Palestine trước kế hoạch mở rộng tấn công của quân đội Israel vào Rafah. Theo Ủy viên Kinh tế châu Âu Paolo Gentiloni, tình trạng gián đoạn ở Biển Đỏ cũng đã khiến thời gian giao hàng tăng thêm 10 đến 15 ngày. Ông Gentiloni cũng bày tỏ hy vọng cuộc khủng hoảng trên một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất trên thế giới sẽ không dẫn đến lạm phát gia tăng ở EU. Song cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, nguồn cung sẽ gặp gián đoạn, từ đó giá bị đẩy lên cao. Nhiều công ty vận tải biển lớn đã ngừng tuyến đường vận chuyển qua kênh đào Suez, mà thay vào đó chuyển hướng tàu quanh mũi Hảo Vọng ở miền Nam châu Phi. Các cuộc tấn công cũng đã khiến giá container trung bình tăng gấp đôi trên toàn cầu trong tháng qua, đẩy giá cước tàu chở nhiên liệu đến một số điểm đến đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết xung đột Hamas Israel đã khiến trẻ em đang sống tại thành phố Rafah, phía nam dải Gaza bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Theo UNICEF, gần 1 phần 10 số trẻ em, tương đương 325.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza, hiện bị suy dinh dưỡng nặng. UNICEF cũng cảnh báo dự kiến trong tuần tới sẽ có ít nhất 10.000 trẻ em bị đe dọa đến tính mạng nếu tình hình không thay đổi. Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã tiến hành đo chu vi cánh tay của hàng nghìn trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Kết quả cho thấy 9,6% trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, tăng khoảng 12 lần so với mức trước khi xảy ra xung đột. Nguồn cung cấp lương thực cho người dân tại dải Gaza đã giảm so với trước khi xảy ra xung đột và nạn đói ngày càng hiện hữu, đặc biệt là ở các khu vực phía Bắc và miền Trung Gaza. Vào tháng 6 năm nay sẽ diễn ra một cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Nhằm bảo vệ cử tri,
Google đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch chống thông tin sai lệch trên khắp 5 quốc gia Liên minh châu Âu-EU. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu có hiệu lực trong tuần này sẽ yêu cầu các nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm lớn phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết những nội dung bất hợp pháp và các rủi ro đối với an ninh công cộng. Đơn vị Jigsaw, nội bộ của Google, sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các mối đe dọa đối với mạng xã hội bằng cách chạy một loạt quảng cáo hoạt hình trên các nền tảng như TikTok tại 5 quốc gia EU, Bỉ, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan. Jigsaw cho biết dự án mới đem tới cơ hội tiếp cận công dân ở các quốc gia có số lượng cử tri lớn nhất EU. Kết quả từ chiến dịch bao gồm phản hồi khảo sát và số người tiếp cận, dự kiến sẽ được công bố vào mùa hè năm 2024. Trong thông báo, Microsoft nêu rõ thông qua dự án bổ sung các cơ sở mới tại Đức, hãng sẽ mở rộng cơ sở đám mây hiện có ở Frankfurt am Main thuộc bang Hesse và tăng gấp đôi công suất của các cơ sở ở North Rhine-Westphalia. Ngoài ra, Microsoft dự định đến cuối năm 2025 sẽ đào tạo các kỹ năng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật số cho hơn 1,2 triệu người tại Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu EU. Chúng tôi muốn nền kinh tế Đức được hưởng lợi từ AI để tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu toàn cầu về khả năng cạnh tranh. Hiện nhu cầu AI ngày càng tăng trong các lĩnh vực quan trọng như chế tạo, sản xuất ô tô và dược phẩm. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh khoản đầu tư của Microsoft, cho rằng những dự án như vậy phản ánh sức hấp dẫn của Đức đối với các nhà đầu tư. Cuối năm 2023, chính phủ Đức thông báo khoản đầu tư 1,6 tỷ euro cho nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI cho đến năm 2025. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của Đức như Siemens, Bayer và Commerzbank đều đang sử dụng các ứng dụng AI của Microsoft. Mới đây, Hiệp hội Kỹ thuật số Bitkom công bố kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân Đức kỳ vọng AI sẽ thay đổi xã hội một cách đáng kể chỉ trong vài năm. Họ cũng rất cởi mở đối với việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực như an ninh mạng. Được hỗ trợ bởi khoản đầu tư vào OpenAI sở hữu ChatGPT, Microsoft được đánh giá là người đi đầu trong cuộc đua giành vị trí thống trị về AI với các đối thủ như Google, Alphabet, Amazon hay Meta. Với OpenAI, Microsoft đã tung ra các phiên bản mới hơn của sản phẩm như công cụ tìm kiếm Bing, dự kiến sẽ cạnh tranh tốt hơn với sự thống trị từ Google. Thống kê cho thấy nhờ vào trợ lực AI, cổ phiếu của Microsoft đã tăng gần 57% vào năm 2023. Và tăng 7% từ đầu năm 2024. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được xuất viện và tạm thời được trả tự do kể từ hôm nay 18 tháng 2 sau một thời gian thụ án. Truyền thông Thái Lan cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin nằm trong danh sách 930 tù nhân đủ điều kiện được trả tự do vì lý do sức khỏe hoặc tuổi tác. Tuy vậy, lệnh tạm tha không đồng nghĩa với việc ông Thaksin thoát khỏi mọi rắc rối pháp lý. Cựu Thủ tướng Thái Lan đang có nguy cơ bị truy tố tội xúc phạm hoàng gia liên quan tới một cuộc phỏng vấn vào năm 2015. Ông trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023 sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ngay khi trở về, cựu Thủ tướng Thái Lan đã bị tuyên án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Nhà vua Thái Lan sau đó đã đồng ý giảm án cho ông xuống còn 1 năm. Hệ thống giao thông tại Trung Quốc đang chứng kiến lượng hành khách khổng lồ trong thời kỳ cao điểm khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sắp kết thúc và mọi người chuẩn bị quay trở lại với công việc. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày, các ga đường sắt ở thủ đô Bắc Kinh dự kiến sẽ phục vụ khoảng 794.000 chuyến tàu khứ hồi, mức cao nhất trong đợt cao điểm du lịch năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao, cơ quan đường sắt Bắc Kinh đã bổ sung thêm nhiều chuyến tàu đến các thành phố Thái Nguyên, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Trịnh Châu và Tây An. Tính đến ngày hôm qua, vé tàu đến các thành phố Vũ Hán, Thanh Đô, Lan Châu, Bắc Kinh, Hàng Châu, Trùng Khánh, Thượng Hải, Thanh Đảo, Thâm Quyến và Quảng Châu đều đã được bán hết. Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường hướng dẫn, lắp đặt các thiết bị đun nước nóng nhằm tạo trải nghiệm du lịch tốt nhất cho hành khách trong dịp cao điểm đi lại này. Kể từ đầu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cửa hàng vàng ở Trung Quốc đã chứng kiến một lượng lớn người tiêu dùng, trong đó phần lớn là người trẻ. Họ đổ xô đến đây để lựa chọn cho mình nhiều sản phẩm vàng, bao gồm nhẫn, dây chuyền, vòng tay và mặt biểu tượng Cát Tường đem lại may mắn. Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vàng ngày càng tăng của giới trẻ Trung Quốc. Một mặt, khi hiện tượng Trung Quốc thời thượng tái xuất, các nhà kim hoàn cố gắng tạo ra nhiều mẫu trang sức vàng hợp thời trang hơn, mang đậm tính thẩm mỹ và văn hóa truyền thống của Trung Quốc, thu hút ngày càng nhiều khách hàng trẻ tuổi.
Nhiều năm trước, trang sức bằng vàng chủ yếu được phụ nữ ở độ tuổi 40-50 yêu chuộng. Nhưng hiện nay, nhiều người sinh sau năm 1990, thậm chí cả năm 2000 cũng tìm đến mua, bởi họ bắt đầu thích dùng đồ mang phong cách truyền thống. Ví dụ, khi mặc trang phục từ thời nhà Đường, họ cần trang sức bằng vàng để phối cùng. Mặt khác, giới trẻ Trung Quốc coi vàng là một sản phẩm đầu tư nhờ diễn biến tương đối tích cực của vàng trên thị trường tài chính trong những năm gần đây. Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn tài chính hoặc chính trị, vì ít biến động hơn, rủi ro thấp hơn và không có nguy cơ trở nên vô giá trị. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc CGA, lượng tiêu thụ vàng trong nước năm 2023 đạt gần 1.090 tấn, tăng 8,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, dân số trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 34 trở thành lực lượng tiêu thụ vàng chính, với tỷ lệ tăng từ 16 lên 59% trong năm 2023. Hiệp hội dự báo trong tương lai, những người tiêu dùng dưới 25 tuổi sẽ trở thành lực lượng tiêu thụ vàng lớn mới. Kể từ đầu tháng 1, khi chúng tôi bắt đầu chương trình khuyến mãi, doanh số bán đồ trang sức liên quan đến năm con rồng đã tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái trên Pinduoduo. Lượng tiêu thụ vàng đã đạt mức cao kỷ lục. Những người sinh sau năm 1995 là nhóm tiêu dùng chính. Đơn hàng của nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 tăng trưởng nhanh nhất. Đậu vàng, vàng miếng và vàng nguyên chất là những từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trong giới trẻ. Để phục vụ xu hướng tiêu dùng vàng của giới trẻ, cuối năm 2023, ngân hàng đã tung ra các sản phẩm vàng có trọng lượng gram nhỏ để những khách hàng có ngân sách eo hẹp tiếp cận được. Tại thủ đô La Paz của Bolivia, những trận mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất, lượng nước tại các con sông dâng cao, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Tại khu phố Bayo San Isidro, nhiều ngôi nhà bị sập do ảnh hưởng của những trận mưa lớn. Trong cùng cuộn, 7 hộ gia đình đã phải sơ tán khi phát hiện nhà của họ có nguy cơ đổ sập, trong khi chính quyền địa phương sửa chữa các vết nứt trên đường. Cơ quan khí tượng quốc gia Bolivia đã đưa La Paz vào cảnh báo màu cam cho đến thứ Tư. Theo truyền thông địa phương, đây là trận mưa kỷ lục trong 20 năm qua ở La Paz, với lượng mưa được ghi nhận là 85 mm.